từ cái ngày mà ha mình chạy sớm được nè, cái được khách sang khách sộp, tao vừa trả tiền cao mà vừa bo nữa. Wow. Chứ mình có tiền mà làm gì, mua điện thoại xịn để chi? Điện thoại xịn đứng đây mình chờ khách thì mình chơi game này, mình lướt Facebook chứ đâu phải như ai kia ngồi vĩnh vĩnh đâu. Ôi kìa, đáng đời mà không sao, đừng buồn, cổ đi thay người. Lên luôn Ronaldo queo, ừ, ghi bàn lẻ hơn queo, ồ, lẻ hơn Ronaldo luôn. Ôi thì cũng có gì đâu mà buồn, trời đất ơi, mình tiền nhiều để làm cái gì, mất cái này mua cái khác ha, bị đếm tiền chuẩn bị mua điện thoại mới nè. Rồi ra bây giờ là 1 triệu nè, 2 triệu nè, 2 với 2 là 4 triệu nè, 4 với 4 là 8 nè, đủ luôn, 8 hả? 8 với 9 triệu, 10 triệu dư sang luôn. Ôi ủa kìa, hú hồn, xem chết, xem hai của hai một người, bớt khoe của đi, quả nó kế bên Phúc đó nha. Ê kìa, có khách kìa, thôi bữa nay không có dành nữa, nhường cho người khốn khổ đó, mời đi. Thượng đế, dừng lại, đó, bây giờ là thượng đế đi đâu nè, để tại hạ đưa thượng đế đi đến đó an toàn. Nhà yên tâm đi, ở đây là kinh nghiệm 10 năm chạy xe ôm rồi, an toàn lắm. Không anh ơi, tôi không có đi xe. Ê, sao vậy? Ê, coi, sao đẻ? Đời. Chóng mặt. Sao vậy? À, chóng mặt hả? Dạ. Có sao không con? Tôi không sao, con không sao chú. Tôi cảm ơn nha. Giờ tao không đi xe ôm đâu. Ê! Đứng đây đó. Trả cái bóp đây. Cái bóp gì? Cô mới lấy của tôi. Không có lấy. Cô mới đụng tôi, cô ngã tôi đỡ, cái mất tiêu bóp là sao? Ai biết? Có, lấy thì trả đi. Ha. Nè Lâm Thù nghe, em bớt ăn nói tầm bậy tầm bạ đó nha. Mặt tao hồn nhiên nhỏ xíu vậy biết cái gì. Nói tầm bậy tầm bạ nó tàn vậy tôi lục quá, nghèo chết nha. Không hề nói tầm bậy. Đó, bởi vì làm ơn mắt quán nè. Thấy xỉu ta đỡ vậy, tự nhiên đỡ vậy xong mất tiêu cái bóp. Rõ ràng là mới khoe cái bóp 10 triệu đúng không? Đâu, đưa tay chú con này, con lấy bóp gì không? Không. Qua đây đứng này. Qua đây đứng. Bây giờ nghi ngờ người ta phải không? Đúng rồi. Bây giờ tôi dám xét không? Trời ơi, sao không dám? Nếu mà xét không có, quỳ lại người ta nha. Lại chứ, trời ơi, 10 triệu ít ỏi gì đâu. Chú giúp giùm con đi, chứ con đâu có biết gì đâu chú. Được rồi, chú cho cậu ta xét, nếu không có quỳ lại con liền. Không cần đâu chú, đứa nào lấy đứa đó làm chó. Đó, con thầy vậy còn muốn xét người ta nữa không? Xét sao không xét? Nghĩ sao vậy, 10 triệu phải 10 ngàn nó không xét. Cô xây giọng đi. Đó, xây. Tôi lại nè. Nè. Cái gì vậy? Nè. Gì? Xét bóp chứ không là bóp người ta nha. Đó. Xét bóp mà chứ bóp xét người nào. Nhìn cái túi đi, như con nhái vậy nè. Móng dánh vậy nè, cái bóp để chỗ nào? Chứ tự nhiên tao mới đỡ cái mất cái bóp 10 triệu của người ta. Chứ ai vô đây lấy cái bóp của tôi? Chó nó lấy của anh đó. Alo con. Ồ vậy hả? Ừ. Tiếc cũng là bực mình quá nè, không muốn chạy xe ôm nguyên ngày nay không, là mệt quá nè. Được rồi chứ vậy chở hàng con tới tối luôn. Tự kiếm cái bóp đi, vô quan giáo quả. Con ơi bớt tránh xa cái ngữ này đi. Dạ. Mệt lắm, liên lụy đó. Ta mới ấy đây mất tiêu bóp à. Ê, rõ ràng là con nhỏ này đụng vô mình bắt cái bóp. Nhưng mà mình không có bằng chứng cụ thể. Bây giờ mình phải theo dõi để có bằng chứng cụ thể chứ. Đúng rồi. Quý à, tí vô hại cho con xong, tí qua tư uống cà phê nha con. Ủa, chú Năm theo dõi cô này vậy ta? Ý, có tí nữa. Tư ơi, liền phải ít đường tư ơi. Ủa đâu mất tiêu rồi? Rồi à, đi lấy đồ, thôi tự làm luôn.
Ủa ai giống cái cháu hồi nãy xỉu mà chú Năm Thù hại phải không? Ý chàng, che gì mà che, dáng như nháy bén chú mới gặp mình thức thời sao quên được. Cô bị Năm Thù hại nè, sao cô uống vậy? Dạ con không uống, con không khát. Không khát gì quán chị à? À dạ tại vì sao tự nhiên cho Ủa xong xỉu hoài hả? Mới xỉu rồi giờ xỉu nữa hả? Dạ đúng rồi, tại con hay xỉu vậy đó, con mệt. Dạ mệt hả? Dạ. Bây giờ uống gì? Tám làm luôn cho. Dạ, cho ly trà đá đi. Trà đá hả? Dạ. Không được đâu, sức khỏe con gì không nên làm trà đá đâu. Bây giờ con uống nước dừa đi. Dừa tôi cũng được. Rất tiếc là cô Tư không có đầu tư dừa tươi mới ghê chứ. Vì con uống nước cam ha. Nước cam cũng được. Nhưng mà nước cam nó có xe chứ nó không có cái độ đường bằng đâu. Bây giờ uống chanh muối đi, làm cho chanh muối tốt hơn á. Cái bóp con tìm ở túi bên phải của chú nha, con nội chú gọi. Xin lỗi, chú nói lộn. Chú cất lại ở túi bên trái rồi, tại con kiếm không kỹ. Ngọn này sao? Thì ra cho chàng lấy cái bóp của mình. Đi tên trong. Chú. Okay. Bóp hồ đồ. Nghe tiếng con giải thích kìa. Tôi biết hết trơn cái chỗ rồi. Hồi nãy trong vườn chú á, tôi đốt bằng mạch hết gái của tôi rồi. Làm nghề này sao mà ổn định được, ăn cơm tù đó. Rồi đứng ảnh ảnh chờ gì nữa, chờ Năm Thủ ra bắt làm chó hay sao? Mà không làm chó được đâu chú ơi. Năm Thù, Quy, ra đây con. Cảm ơn Tám nhiều như Tám. Nhờ Tám mình lấy lại được cái bóp này. Mà không ngờ anh Tám lại cao tài luôn. Giỏi quá. Lai, nhưng mà anh Tám nè. Vậy? Cho em xin phép em kiểm tra lại số dư tài khoản trong bóp nghe nghe anh Tám. Không cảm, thằng kiểm tra nha. Chứ mình đổ với người nào mới hết nữa con. 1 triệu nè. 1 với 1 là 2 triệu nè. 2 thêm 2 là 4 triệu nè. 1 với 1 là 5 triệu nè. Cái này là Tám bó tay nghe. Chết cha, là mất 10 triệu thiệt hả? Xin chào quý vị khán giả, Thảo Vy xin được phép thay mặt ekip 6888 gửi lời cảm ơn đến tình cảm mà quý khán giả đã dành cho 6888 trong suốt thời gian qua. Hiện tại thì 6888 đang được phát vào lúc 19 giờ thứ 3, 5, 7 hàng tuần trên kênh Sài Gòn TV Movie. Và xin mời quý vị khán giả tiếp tục theo dõi và đón xem những tập tiếp theo của bộ phim. Thảo Vy xin mời quý vị khán giả subscribe kênh Sài Gòn TV Movie để đón xem những tập tiếp theo cực hấp dẫn của 6888 nha. Xin chào mọi người. Xin chào mọi người, mình là Khoa. Trong phim mình là Khoa. Nhưng mà mọi người kêu là Khoa Khờ. Không hiểu tại sao mọi người kêu mình như vậy nữa. À, các bạn có muốn biết tại sao không? Vậy thì các bạn hãy vào kênh YouTube Sài Gòn TV Movie
vào các ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7 vào lúc 19 giờ nghe. À đừng quên á, các bạn nhấn subscribe để theo dõi những tập tiếp theo và để giải mã tại sao mọi người kêu mình là Khoa Cờ nha. Cảm ơn các bạn. Hi, chào cả nhà thân yêu và chào những vị khách đặc biệt của quán cà phê Tư Hà trong cái phim mà Sớm 888. Xin mời quý vị nếu yêu thích Sớm 88 của Linh Hà thì thứ 3, thứ 5, thứ 7 trên kênh Sài Gòn TV Movie nhé. Có câu là muốn đi lẹ thì đi mình ên, mà muốn đi dài thì hãy đi cùng nhau. Hữu Thạch cùng ekip rất mong sự góp ý cũng như là comment cũng như là thả tim hay là đăng ký kênh thì càng tốt với công ty. Một lần nữa, Hữu Thạch trên thay mặt ekip cảm ơn quý vị khán giả cùng quý bà con, cô bác thật là nhiều. Và chúc cả nhà mình thật là nhiều niềm vui và sức khỏe và hạnh phúc ạ.